since là từ 26 tháng 6 2023 cho tới 26 tháng 6 2033, là 10 năm lận nha, là 10 năm thẻ xanh, 10 năm lận gì? Thẻ xanh là gì hả? Bây giờ Khui con biết nè, có nghĩa là mai mốt á, lúc mà con đi lấy chồng á, cái ngày mà tân hôn á, ba sẽ chiếu cái clip này nè, chiếu cái clip ba đang quay nè, chiếu clip này lên cho quan viên hai họ coi. Đây là cái quà của hormone ba dành cho con á, sau này là không có nhà cửa, xe cộ, không có tiền bạc đâu nha. Cái này là theo ba nghĩ, theo bản thân ba nghĩ là có quý hơn cả cả nhà, nhà cửa, xe cộ, vàng vàng bạc nữa đó nha. Đoạn này thì nghe có vẻ hơi sến nhưng mà thật sự nó là vậy đó cả nha. Mai mốt sau này con mình lớn lên nó đi lấy chồng á, thì Việt Lê coi suy nghĩ rằng đây có lẽ là một cái món quà lớn nhất mà trong cuộc đời mới có thể dành được cho nó. Có lẽ nói ra bây giờ thì hơi sớm, có vẻ Dory sẽ không hiểu, nhưng mà đây là những cái clip mà mình sẽ lưu giữ kỷ niệm mãi mai sau. Sau này mình coi lại thì coi như là bản thân mình đã cố gắng đạt được một cái cột mốc nào đó trong cuộc đời của mình. Và Việt Lê làm cái clip này không phải để khoe thẻ xanh đâu, mà là vì nhiều người không tin rằng diện EB3 mà Việt Lê đang làm là sẽ có thẻ xanh 10 năm cho cả gia đình ngay khi đến Mỹ. Nhiều lời bàn tán đồn thổi này kia, nên clip này chia sẻ thực tế cho cả nhà xem ha. Cái hoạch định lớn trong cuộc đời mình nó hoàn thành được là trao cho đứa con của mình một cái thẻ xanh, mà gọi là một cái gì đó, thêm một cái cơ hội ở một phương trời mới. Sau này ví dụ nó lớn lên nó không muốn ở đây, nó muốn về Việt Nam thì nó cứ về, giống như coi như mình cho nó một cái món quà, nó có được quyền lựa chọn hai nơi để nó sinh sống. Nó muốn sinh sống ở đâu là tùy nó thôi. Coi nhiều bộ phim bên Mỹ hoặc là trẻ con bên này tự lập, 18 tuổi nó tự lập rồi, nó tự kiếm tiền mua nhà mua xe, nó không cần phải ba mẹ phải chăm lo cho nó cái gì hết. Thì cái này coi như là một cái món quà lớn cho cuộc đời nó rồi, để nó có khởi đầu mới trong cuộc sống của nó. Yeah, chơi vui quá là vui. Hoàng hôn ở Mỹ đẹp quá con ha. Ba chạy thể dục toát hết mồ hôi nè con. Yeah cái nào. Yeah. Look at my nails. Yeah. Look at my nails. Nếu cả nhà coi clip Việt Lê mà yêu thích gia đình Việt Lê thì hãy cho Việt Lê một cái đăng ký, bấm nút đăng ký kênh YouTube của Việt Lê để Việt Lê càng ngày càng nhiều người biết đến, ủng hộ clip của Việt Lê nha. Yeah, đang ngồi làm việc ở trên, thấy cái xe thư báo họ tới, họ giao thư, nhét vô hòm thư của mình. Ra kiểm tra hòm thư có phải là nghi lắm. Chờ cửa mở. Hòm thư. Quái quái trời thư luôn. Có hai thư gì nữa nè. Đây. Priority mail. Trên cái app á, nó báo là bữa nay sẽ giao là chính xác rồi. Tập ra hết đây thẻ xanh nè. Nay Dory đi học rồi. Đợi cuối tuần Dory về đi rồi Khui. Yeah, không được. Thầy có thông tin cá nhân không có share ra được. Đây. Rồi ta. Vậy đi. Hey. Yeah, happy sáng thứ bảy. Mong chờ cái sáng thứ bảy này đây. Để mình khui cái này, mình dán cái thông tin họ tên địa chỉ hiện được cái địa chỉ lại rồi. Yeah, bây giờ sáng thứ bảy đi chợ việc, đi siêu thị rồi sẵn khui này trước đi rồi đi. À, hai mẹ con mặc đồ ra gara rồi, sẵn ra khui này đi. À, yeah, để cầm này ra. Cái miếng đề can này ra để tí nữa dán cái thông tin của thẻ xanh lại trước khi quay cho nhà, cả nhà coi, khỏi phải làm mờ chi. Che mỗi cái thông tin cá nhân thôi, cho cả nhà coi kỹ cái thẻ xanh của ba nó như thế nào. Gì? Thẻ xanh là gì hả? Bây giờ Khui con biết nè. Để đâu để Khui. Để bàn này đi ha. Để bàn này đi. Đâu rồi? Thẻ xanh là gì hả? Thì chờ đi ba Khui, con sẽ biết thẻ xanh là gì, để chỗ nào nó nắng. Ok. Cái này cắt ra đi. Cắt sao cho nó không có lẹm hết chứ. Đây. Rùng quá. Cắt lẹm cái là mà không biết nó nằm ở chỗ nào nữa. Giờ nó cứng này nè, nó nằm bên này nè, nằm bên trái nè. Cắt bên này đi. Đó con rờ. Cái này là của mẹ. Tên của mẹ nè. Tên gì đây? Trương. Trương Kim. Ôi, có gì hôm nay? Có thể xanh đâu? À đây, dưới này. Này có gì đây?
Đọc cái này thử. Welcome to gì? United States. Yeah. Còn cái này là gì ta? New, cái này là để qua, à để qua biên giới bằng đường bộ. Ba cũng còn mấy clip người ta khui thẻ xanh rồi, giờ ba bắt trước. Này. Đây, thẻ xanh đây. Tên cái này của mẹ. Thôi, để khui của con đi cho con coi cái nó là cái gì. Này, nè. Đừng có đưa sát quá để ba che thông tin lại đó. Để ba khui của con trước đi. Của ba khui sau cùng cho. Của con nè. Thẻ này của con nè. Đó, khui thử coi. Cũng yêu y chang. Welcome to United States. Cũng này. Đây, thằng xin con đây. Tèn tèn tèn. Nè, thấy mặt con không? Tên ai đây? Thì anh đê. Biết cái đó là cái gì không? Để mà coi. Nó nhỏ nó đâu biết thẻ xanh là cái gì đâu. Nít nó đâu biết thẻ xanh là cái gì đâu. Mình coi của mình nữa coi nó ra làm sao coi. Ba chai thông tin rồi nè. Cho cô chú anh chị coi nè. Ông bà cô chú coi đi của con đó, đó để xa xa để gần quá nó giữ im lại. Vì có tìm hiểu trên mạng rồi, thẻ xanh EB3 nó có khác thì thẻ xanh đi bảo lãnh định cư diện gia đình nó khác nè, phía chỗ này nè có chữ EW3 nè đó, cả nhà thấy không, có chữ EW3 nè, đó là EB3 đó là unskilled worker á. Thì giờ phút này thì cả nhà đã biết được rằng là gia đình Việt Lê qua đây bằng diện EB3 chứ không phải như nhiều người nói là đi bằng diện khác rồi cố tình làm cái diện này thì đó để dụ dỗ mọi người vậy đó nha. Thì gia đình mình qua đây bằng diện EB3 và ngoài những clip trước Việt Lê đã chia sẻ cái visa, trước khi Việt Lê bay qua Mỹ đã chia sẻ cái visa trên VJ cũng đã đóng là EW3 rồi, bây giờ nhận thẻ xanh cũng ghi EW3. Và điểm thứ hai nữa là diện này là thẻ xanh 10 năm lận chứ không phải 2 năm như mọi người nói đồn thổi, đó là nè từ ngày 26 tháng 6 26 tháng 6 since là từ 26 tháng 6 2023 cho tới 26 tháng 6 2033 là 10 năm lận nha, là 10 năm thẻ xanh 10 năm lận. Và cái đặc biệt là giờ mới nhớ ra là ngày 26 tháng 6 là cái ngày mà gia đình Việt Nam nhập cảnh vô Mỹ nè, là vừa nhập cảnh xuống sân bay Mỹ là họ kích hoạt thẻ xanh luôn rồi. Bây giờ mình mới nhớ ra là mấy cái hồi mà đọc trên máy diễn này với ba là đôi khi mình nhập cảnh xuống Mỹ họ có việc cần về Việt Nam liền á, thì nhiều người cũng nói là lấy cái ngày đóng dấu nhập cảnh trong passport là có thể về Việt Nam, cái đó coi là cái thẻ xanh tạm thời được, thẻ xanh một năm tạm thời được. Thì giờ mới hiểu ra là lý do là vậy, họ lấy cái thẻ xanh của mình resident sin là thường trú nhân bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 2023. Tại Việt Lê đáp máy bay vào ngày 26/6 tại sân bay ở bên Texas. Đó là 10 năm. Hai vấn đề Việt Lê muốn nói là thẻ xanh này, thẻ xanh EB3. Và vấn đề thứ hai là vấn đề thẻ xanh này, thẻ xanh 10 năm chứ không phải 2 năm gì hết. Nhiều người gọi đây là thẻ xanh gọi là thẻ xanh vĩnh viễn luôn. Có nghĩa là nếu mà không thi quốc tịch thì cứ 10 năm thì đổi thẻ xanh khác là ở tiếp ở Mỹ như vậy. Còn không thì đợi 4 năm 9 tháng ra mình thi quốc tịch là có quốc tịch Mỹ ha. Đây là cái thẻ mà huyền thoại coi trong Việt Lê hay coi trong mấy cái Paris by Night tiếng Nga lúc mà còn ở nhỏ Việt Nam hay coi á, là người ta hay nói chú Ngọc Ngạn với cô Quỳ Duyên hay nói là thẻ xanh á, giờ mới cầm được nó trên tay nè. Đặc biệt nữa là vợ thì là EW4 còn Dory là EW5 đó. Là Việt Lê nghiên cứu trên mạng á là cái category này nè, là cái phía sau này nè có hơn 100 mã lận, nào là diện bảo lãnh cha mẹ, bảo lãnh chị em, rồi qua đây theo diện này diện kia, nhiều diện lắm. Thì riêng cái diện EB3 Việt Lê cũng đã có 3 mã rồi, thấy không? Là người đứng đơn đơn sẽ là mã EW3, còn vợ là EW4, còn con sẽ là EW5. Lê nhận bữa nay là tới 6 tháng mới nhận được, là có lý do là vớt quá chậm, quá trễ so với những người cô chú anh chị, các anh chị làm cùng hãng Việt Lê nhận qua đây tháng mấy, 2 tháng rồi nhận được rồi. Còn anh Biên mới 5 ngày nhận được thẻ xanh rồi. Thì Việt Lê 6 tháng mới nhận được là có lý do, bởi vì là lúc nhập cảnh vô sân bay Mỹ á, Việt Lê không có nộp bìa vàng lại cho hải quan sân bay Mỹ. Không phải nộp mà mình có đưa cho họ mà không nhận. Bữa đó nhập cảnh vô cái anh đó ảnh mới làm hay sao, anh cũng dễ thương á,
nói chuyện qua lại chọc cười, xong mình đưa ra anh lấy cái này em cho thôi khỏi lấy, thế mình cầm về nhà luôn. Ba cái bìa đó lúc phỏng vấn ở Việt Nam là ai cũng nói là qua đây phải nộp cho hải quan Mỹ, nhưng mà mình đã không đợi, mình cầm về mình chờ hoài 4 tháng 5 tháng cũng không có. Tới lúc tháng thứ năm rồi mình lo lắng quá, mình mới gọi điện thoại lên USCIS mình hỏi, thì họ kiểm tra như là thông à, tôi thấy anh chưa có nợ cái vàng đó cho nên tôi chưa có in được, anh nộp cái vật lại đó. Thế là nộp nguyên một cái đống bị vàng, Việt Lê để chèn cái clip đó vô cho cả nhà coi. Việt Lê ra bưu điện, Việt Lê gửi cái bị vàng đó, thì có một tháng mấy sau, tháng 10 ngày sau à, là họ gửi thẻ xanh về cho mình rồi nè, gửi xanh về mình. Thì cho cả nhà hiểu có một cái kinh nghiệm nữa là mình phải nộp cái bị vàng, nếu không thì sẽ chậm như gia đình Việt Lê đó. Đó, nó là như vậy. Thì ok, clip này tới đây thôi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều theo dõi kênh Việt Lê. Thì clip tới Việt Lê sẽ làm một cái clip nữa chia sẻ là cái thẻ xanh của Mỹ nó khác thẻ xanh của những diện khác như thế nào. Nói là cả nhà đôi khi khó mừng tượng, Việt Lê sẽ có một người bạn qua đây theo dạng bảo lãnh gia đình, thì Việt Lê sẽ cho cả nhà coi hai thẻ xanh khác nhau như sao, và có những số điều đặc biệt trong đó mình sẽ chia sẻ cho cả nhà coi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Theo dõi ba con nha. Like, theo dõi, chia sẻ clip này. Con không biết. Không biết hả? Chia sẻ ở đâu? Chia sẻ là chia sẻ cho người khác coi nữa đó, share đó. Chia sẻ là share đó.